Mỗi tháng đi sớm đi riêng mình ta, bóng thấy chi riêng mình ta, này em và anh trái đất chi riêng mình ta. Nụ hôn xây bên đây là quay bên kia, xây bên đây là quay bên kia. Yeah vô, đu 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 đà. Này anh và em trái đất chi riêng mình ta. Yeah vô. Tưng bạn bạn gì bạn nào hai ca bạn xuất sắc bữa đó ngồi đây xuất sắc là bạn cùng bạn gì bóng bóng bay gì không bạn cái gì nhạc vô nè mày cái gì bóng bóng bay đặt là chỉ tình nhạc gì dịch dơ đó ngậu nhớ qua đây coi bạn chân tình đời hiểu đâu kìa như vậy mà con bắt anh chị mướn về xin cô ngoại vô tay cho con ngoại ơi bạc trắng như voi tiền đời, sao? Màu đen như cột tình sầu. Hay quá. Làm lại. Rồi làm lại. Làm lại. Giới thiệu một ca quản xuất sắc kìa. Không có. Đó bạn đó đi chứ đâu. Giới thiệu từ đầu. Bạn bạc trắng tiền đời vỗ tay thì bạn đó đó. Hai ca bạn xuất sắc. Giờ xuất sắc. Đó. Có gì có nói chịu. Xuất sắc. Bắt đầu vô là ngày mai tôi sẽ cố quên người cho dù em có quay về đâu ngày mai tôi sẽ rời xa anh cho dù em cùng yêu tôi sao bạc trắng như voi tình đời màu đen như cuộc tình sầu tình yêu đôi ta tụ đây cho gặp cơn giông bao ta là đi hết ta làm lại từ đầu ta là đi hết cho nước mắt nó tuôn rơi chắc gì ai yêu ngày sau yêu nhau bồng bồng bài cho dù em cố quay về đâu ngày mai ta sẽ rời xa anh cho dù em cùng yêu tôi bạc trắng như voi tình đời màu đen như cuộc tình sầu tình nghĩa đôi ta từ đây cho gặp cơn giông bao ta là đi hết ta làm lại từ đầu ta là đi hết cho nước mắt nó tuôn rơi chắc gì ai yêu ngày sau yêu nhau bồng bồng bài rất là dễ. Tức là dì Hảo là giờ tiễn chồng là điều kiện dì Hảo như thế nào? Đây giờ tiễn chồng là cũng như là trai trẻ mà là nhiều tuổi rồi, không phải không? Trai trẻ già gì không quan trọng mà quan trọng thương dì Hảo rồi Hảo mặn nuôi cũng vẫn được mà từ dì Hảo nuôi làm bộ ghé bắt đầu nuôi là đưa tiền cho dì Hảo mới chịu chứ không có tiền không có chịu đâu rồi như mà sạch sẽ đàng hoàng mới yêu dì Hảo được chứ mọi giờ giấy là dì Hảo không phải ai làm ra tiền phải đưa vợ con nấu cơm nước ăn hàng ngày. Trai trẻ khoảng nhiêu tuổi? Trẻ thì khoảng 52, 53, 57 gì lớn lớn hơn dì Hảo, nhỏ dì Hảo thì chung vậy thôi, dì Hảo 58. Nói chung là thích trai trẻ đó ha. Không phải là thích, cũng như là 40 là được không? Thôi 40 nhỏ đó con mình. Là con mình 40 rồi. 27 tuổi được rồi. Sao con nói gì kỳ con? Dì Hảo thì già thiệt chứ ham vui. Trẻ chung sạch sẽ là phải lắm, con ghệ có 46 tuổi nha. Thiệt chứ cần các con vậy đó. Mà ta có vợ rồi mà ta yêu vợ ta chứ yêu mình đâu. Giờ ví dụ là anh thương em thật lòng thì ở thì qua nuôi lợ đã có vợ thì cuốt không giờ phải kiếm người chân trong bây giờ kiếm lên đây kiếm lại ha giờ các con thằng Mai Dảo Dảo cũng chưa chắc chịu đó tại Dảo là ham nhảy nhót lỡ người ta có chịu không sao không chịu nhiều khi người ta thương cái người ta dẫn tối nào ta cũng dẫn đi câu bộ đờn ca tài tử hát ta hợp với mình rồi sao ta hợp thì được chứ mà ta không hợp thì đụng mẹ ta dụ vô lấy miếng vàng lá tôi chết luôn có vàng lá luôn hả sức khỏe tốt hay sao không sức khỏe thọ mấy sức khỏe tốt sức khỏe thọ mấy tôi nói bây giờ không biết nhậu nè sức khỏe thọ mấy là gì sức khỏe là cũng như là thọ mấy nhảy vô thọ mấy hôm nào bình quản hiểu không cũng như là ăn nhậu thì không biết bốn một cái ly vô là nhảy dữ lắm nhưng mà 8 năm xài với già dễ dấp có cô trăm bồ móc mắt sập xâm bóp là chết liền nhảy là chết liền đó nhảy dữ lắm già da dê có cái bên ông già da dép phải không già da dê có cô trăm bồ móc mắt
sầm bắp, sầm bắp. Tại vì khăn tiếng của ca không nổi, không có biết chữ ca. Ca bản là tấm năm xà, bất cứ lắm cái ca tới khúc đầu đời đó. Ca cái bản là tấm xà. Ca cái tài bản bữa đó tự giới thiệu của tự thiệu ca đúng không? Bạn đó đó, em đi cường. Bạn trường trường tay. Em cường. Cùng mắt giới thiệu hả? Giới thiệu cô bác anh chị em cho gì chị Hảo chụp là vô tay coi. Ca bản xuất sắc. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Bên giới thiệu mày nữa rồi, xíu vô hoài trời thánh thần ơi. Rồi bây giờ giới thiệu luôn, giới thiệu theo yêu cầu luôn. Anh chị em muốn về sân khấu. Nhà đá nhà đạp. Châu bản cùng mắt vẫn. Vỗ tay. Cùng mắt vọng trên đường Trường Sơn, hai đứa hai đầu xa thầm. Trường gia trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây. Khăn tiếng sao nó nè. Trường Sơn Tây anh đi, thương em bên ấy mưa nhiều, con đường mà gánh gạo mũi bay rừng trào cho bài tay áo hết cao rồi em có lấy mang không ở. Còn anh thương em bên đây mùa đông, đứa ke càng bướm bay trên miền đá, như tình yêu dây miền đất là chắc em lo là chẳng bơm thu. Anh lên xe chỗ đồi con mưa, chai vạt nước trôi đi bao nỗi nhớ. Em xuống núi nắng vài rực rỡ, chai ngàn cây và nỗi bên tư. Từ nơi anh sang qua nơi em, những binh đòn núi nhau ra tiền tiến. Như tình yêu dây miền đất là chắc em lo là chẳng bơm thôi. Oh, hay quá. Thằng tiếng như lắm. Gì đây? Đó, cởi cái bạn đưa 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 này nè. Đưa lại về. À, ở dù đó. À, phải bạn mỗi tháng chứ sớm đi viên mình ta. Cởi cái bạn. Thì đó đó. Mà không biết chữ. Từ bạn. Cũng như gì đó con nghe là gì không biết bạn đó. Mà mấy đứa nó kêu cầu đó mà tới đó mình quên mình đợn cái nó này gì Hảo quên rồi. Bà quên khúc đó bà đợn dữ lắm. Trời sao vô đầu sao quên rồi đó. Đứng dị vợ. Đứng dị mà được hả? Đứng dị, hồi bữa hôm đứng dị mà. Nè coi kìa. Nè coi đi rồi coi hay không mình đuổi gì. Ba lòng. Thằng khùng. Cả bạn bữa đó nhỏ gì thằng nó biểu bà người giới thiệu khô kìa. Khô gì? Ngồi đây bằng đồ xanh đó. Hậu với con Kim Nhi nó qua đây ngồi đó. Ai biết đâu giờ quên mất mẹ. Mỗi tháng tới sớm đi kìa mình ta hay gì? Hả là bà đi. Ừ, bà đi. Mà không có biết chữ ca tới khúc đó rồi đợn không à. Ừ.